em chú cho em quay em gửi phát. Đã ăn cát này ăn kêu là quay cho ăn coi cái bộ còn lại. Chào mừng mọi người đến channel của gia đình nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người bộ salon gỗ gõ đỏ. Và chất cây của nó là gỗ gõ đỏ hay còn gọi là gỗ bên với cà te. Và hiện tại mọi người có thể thấy bộ này nhìn lên rất là ảo phải không ạ? Mặc dù nó quay trời tối nhưng mà lên rất là đẹp phải không ạ? Và hàng như này là hàng mộc nha mọi người. Đây, cho mọi người xem cái ghế con này trước. Thì mọi người có thể thấy cái kiểu này là kiểu đục trái đào bằng tay nha mọi người. Đó, rất là đẹp phải không ạ? Trái đào nhỏ bằng tay. Và cái tó này rất là cao nha mọi người. Đây, to cho mọi người xem mà, mọi người thấy không? Tó này cao 24,5 mà mọi người thấy không? Rất là cao nha. Bình thường tó này chỉ cao 21 thôi, nhưng mà riêng những cái bo tó này đục tay mọi người có thể thấy rất là cao. Và nó được đục hai mặt luôn nha. Thấy không? Hai mặt luôn. Thường ấy thì cái bộ 53.900 ấy mình chỉ có đục một mặt và trái đào to, nhưng mà riêng cái bộ này ấy, nó sẽ mắc tiền hơn, là nãy giá của nó là 57.900 nha mọi người. Và tay thì mọi người biết rồi đó, tay lân khối rất là đẹp phải không ạ? Ở trên con lân này thì sẽ chạy 3 đồng tiền này, ở phía đuôi sẽ là 5 đồng và phía bên này sẽ là 6 đồng. Rất là đẹp phải không ạ? Chạy cực kỳ sâu và sau đó đục bằng tay nha mọi người. Rồi cho mọi người xem qua cái băng dài một vòng nữa này. Băng dài thì cũng vậy luôn nha mọi người, chạm lên rất là đẹp không ạ? Và cái sử dụng là một khối cây nhá, mình nói rõ với mọi người là sử dụng một khối cây rất là lớn, không hề ghép tó, đục bằng tay hoàn toàn luôn, hai mặt luôn nha mọi người. Và hàng cây thì mọi người có thể thấy là không chỉ có tay ghế mà ngay cái tựa là mọi người cái tó không, mọi người thấy không? Ngay cả trái đào cũng vậy, nó có vân hết nha mọi người. Hàng là đúng chuẩn là hàng gỗ gõ vân cao cấp luôn nha mọi người. Không pha cây nha mọi người, không pha cây. Và đặc biệt hơn thì mọi người có thể thấy là những cái tựa này, tựa này bên mộc làm rất là sâu nha. Tựa này là dày 3,5 phân. Mình đo cho mọi người xem nha. Tựa này là dày là 3,5 phân. Đấy, tựa này là dày 3,5 phân mọi người thấy không? Do vậy cái nét đục này mọi người có thể thấy nó rất là sâu nha. Nét đục này là phải vô tới 1 phân lận nha mọi người. Nét đục này là khoảng 1 phân đó, rất là sâu nha mọi người. À, cho mọi người xem thêm con nghe nữa này, đục rất là sâu nha mọi người. Đấy, bên đây là con rồng nữa này. Còn mặt bàn mặt ghế thì khỏi hỏi rồi, rất là đẹp phải không ạ? Tay cột này. Bên cạnh đó thì sản phẩm này sẽ có một cái đôn hồi trước ấy là sẽ có là bàn hộp đôn hộp. Nhưng mà riêng cái mẫu này ấy, thì mọi người có thể thấy là cái size bàn nó rất là lớn nha. Bàn này chiều ngang của nó là 1m43, chiều dài của nó là 1m43 và chiều ngang của nó là 76 nha mọi người. Rất là to nha, to như cỡ bàn gần bằng bàn tay 14 luôn đó. Và đây cái hoa đôn kéo của đôn chè của nó đó, mọi người thấy không, làm rất là dày dặn, đúng chuẩn hàng cao cấp nha mọi người. Và đặc biệt là không pha cây nha mọi người, hoàn toàn chất cây là cây gỗ gõ đỏ, dòng vân cây luôn nha. Rồi, nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người, à quên mất, khi mọi người kê bộ này vô trong phòng khách á, thì chiều dài của nó sẽ là 2m8 và chiều ngang của nó cũng là 2m8 nha mọi người. Nếu mọi người cần tư vấn gì thì mọi người cứ gọi số điện thoại bên dưới cho Mộc nhé. Và đừng quên là giao hàng tới mà không giống như mô tả thì mọi người trả hàng cho Mộc hoàn toàn miễn phí nha. Và xin cảm ơn và chào cả nhà.